Rồi chúng ta bắt đầu lại. Slide 6 trang 17. Rồi tập trung. Cái này nó không khó mà nó dài. Và các bạn sẽ nhìn cái hướng dẫn và mình cũng có thể làm được. Screen scan trước đi ha. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái screen button. Về button mình sẽ đặt rồi. Đặt ở đây trong dấu ngoặc là X, Y, Z. System chỗ này bị sai, thầy không viết hoa. Nhập chuỗi. Nhập chuỗi. Các bạn sẽ có, ở đây mình sẽ có một cái chuỗi S. S bằng scan chấm netline và mình kiểm tra tính đúng sai thôi, được chưa? Mình không cần phải if gì hết, mình chỉ cần kiểm tra tính đúng sai của nó thôi. Xuất ra cho thầy là giữa cái s này nè, cái s cộng với cái pattern của mình cộng với gì, cộng với cái s chấm match với pattern đó. Mình ghi vậy cho nó nhanh, tại vì mục đích của mình là coi thử là mình có làm đúng với pattern hay không thôi. Chạy thử để các bạn thấy. Ví dụ chủ của mình nhập chữ A. Ở đây là A. Mẫu của mình là X, Y, Z. Thì nó phone. Ở đây mình nhập chữ X. X khớp với X, Y, Z. True. Được không? Được không nào? Như vậy thì khi mà các bạn lập trình đó, không nhất thiết phải nếu S match với pattern thì biểu thức bạn nhập là đúng, còn không biểu thức bạn nhập là sai. Mình làm như vậy nó lâu lắm. Mình làm vậy là mình đã check được rồi. Được chưa? Đó là mình làm dạng tester đó. Được không? Đây là làm dạng tester nè, test nhanh. Bây giờ mình thử lại. Y chắc chắn đúng. Z chắc chắn đúng. Và nếu XX đúng hay sai? Đúng hay sai? Rồi ok. X thì đúng mà XX lại không đúng thì nó quy định ở đây. Quy định ở phía sau nè. Ở phía sau của chúng ta, nếu như không, tức là bỏ trống, ở đây người ta dịch là không, là bỏ trống, là không làm gì hết á, thì là sao? Một lần duy nhất. Được không?
Nếu như dấu cộng thì một hoặc nhiều. Kịp chỗ này không nè? Thôi, mình đã, thầy đã cố tình là ít ít cho nó sai rồi mà còn không chú ý nữa. Như vậy tại vì ở phía sau mình không nhập gì hết thì bắt buộc phải nhập một ký tự, không được nhiều, không được ít. Nếu như mình muốn nhập một cũng được, hai cũng được, ba cũng được, bao nhiêu cũng được, miễn không phải là không nhập, thì làm sao? Chỗ này làm gì? Thêm gì vô? Thêm dấu cộng. Đây nè, dấu cộng nè. Một hoặc n. Một hoặc n. Rồi chạy lại. X. Đúng. Nhập lại. X x. Đúng. Nhập lại. X y x. Y x x. Y x y x x y x. Đúng. Chuỗi nó dài bao nhiêu cũng được, miễn là mỗi ký tự thuộc về x y z là được. Được không? Mỗi ký tự nó kiểm tra thuộc cái tập này, và tập này được lặp lại mấy lần là do cái quy định ở phía sau. Như vậy ứng với một bộ quy tắc thì nó có hai phần. Thứ nhất là quy tắc phía trước là ký tự gì, quy tắc thứ hai là lặp lại bao nhiêu lần. Được không? Và chỗ này thầy sẽ cho lặp đi lặp lại cái việc này để mình test cho nó nhanh, chứ mỗi lần mình test mình phải chạy đi chạy lại nó lâu không? Lâu. Vậy chỗ này làm sao test cho nó nhanh? Đu qua gì? Qua gì? Qua gì? Qua trù. Lập đến sáng. Lập đến sáng thôi. Bây giờ muốn thử cái gì đó, thử thử đi. Thử thoải mái. Thử khi nào chán nghỉ. Vô ở đây mình nhập A sai, nhập lại. Ô đã không? Giờ muốn nhập nhiều nhập, muốn thử nhiều thử. Sướng không? X x đúng. X y z z x y y y z z gì đó. Đúng. Nhập nữa. Giờ nhập đi, nhập bạn thử cho đến sáng mai luôn. Được không? Thoải mái hơn. Chứ hồi nãy muốn thử là phải chạy lại, muốn thử phải chạy lại. Rồi, muốn dừng lại thì tắt. Đúng không? Ủa tắt rồi nè. Build stop nè. Được chưa? Đó là một chiêu của tester. Được chưa? Đó là một chiêu của tester. Mới học Java 1 thôi dạy tester luôn rồi. Rồi, mình sẽ có được cái biểu thức thứ nhất. Ví dụ như dấu sao. Dấu sao này có thể mình sẽ không test được chỗ này. Bây giờ mình thử dấu sao nha. Dấu sao là, à bây giờ mình thử chỗ này mình không nhập được không? Đây, chú ý chỗ này nè. Nghe. Mình không nhập nha. Tại vì nó kêu số 1 là không nhập là sai. Dấu cộng, nhớ dấu cộng là 1 hoặc N. Vậy không nhập là sai đúng không? Bây giờ không nhập. Không nhập nè. Là không có ký tự nào, mà không có ký tự nào là sai. Rồi, quay trở lại. Chỗ này chúng ta đổi thành dấu sao. Không nhập. Đúng. Ví dụ như người ta nói là nhập vô
mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày tháng năm sinh. Vậy mã sinh viên có được để trống không? Không, là mình đã có validate rồi, đã là BS và 5 chữ số phía sau. Họ tên được để trống không? Được không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Như vậy ít nhất mấy ký tự? Ví dụ một ký tự. Có khi nào mà nhập tên, ví dụ như là chỗ trường đó người ta yêu cầu nhập tên, mình đặt một ký tự được không? Có. Có tên nào một ký tự không? Có. Có. Hôm trước thầy nói có một người bạn là Lê A. Có tên người ta A. Đâu có gì đâu, Lê Tấn B. B đó là B gì? B E B hay là chữ B? Chữ bờ đúng không? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta đã có được cái phần kiểm tra không là được, dấu sao. Tiếp tục, chấm hỏi. À, chỉ có thể bỏ trống hoặc một ký tự, không được nhiều hơn. Có cần test không? Thì thấy nó dễ mà ta. Chỗ này chấm hỏi, mình thay phần phía sau thôi. Bỏ trống, đúng. Nhập chữ A, một ký tự. Tại sao sai? À, nó không nằm trong cái vùng đó. Nhập chữ X, đúng. XX, sai. Không hoặc một mà. Chỉ có duy nhất cái chuỗi mà chúng ta nhập vào không ký tự hoặc một ký tự. Còn ký tự đó nằm trong khoảng X, Y, Z là được. Đó, Z. X, Y, Z là đúng. Được không? Rồi. Như vậy, chúng ta đã có đến phần chấm hỏi N rồi, MN rồi. Được chưa? Như vậy đoạn này chúng ta không lặp lại nữa nha. Chỗ này người ta nói là AD trừ F. Dấu trừ có nghĩa là gì? Trừ có nghĩa là đoạn. Có nghĩa là A hoặc DEF nguyên đoạn. Người ta thay vì người ta liệt kê DEF thì người ta liệt kê là từ D đến F. Nhưng mà không có B, không có C. Cho nên người ta liệt A. Chỗ nào liên tục thì người ta liệt kê dấu trừ để nó có thành một đoạn. Ví dụ thầy đổi lại chỗ này, biểu thức chính quy của thầy là 1, 3, 5 đến 9. Được không? Và chỗ này thầy sẽ ghi dấu, dấu gì? Dấu sao? Thì sao ta? Mình đọc cái này thử coi. Mình nói gì trong này? Biểu thức của chúng ta thế nào là đúng? Bây giờ cái này là số đầu tiên hay là sao? À. À. Hoặc 1 hoặc 3 hoặc 5 đến 9. Trống được không? Được. Không nhập. Hoặc nếu nhập thì 1, 3, 5 đến 9. Còn lại 2 là không được, 4 là không được. Được không? Ký tự là không được. Còn nếu hồi nãy các bạn chú ý nè, nếu hồi nãy thầy nói là bạn, một bạn nói là 1, 3, 5 là số đầu tiên thì nó phải nằm ngoài dấu ngoặc vuông. Tức là nó độc lập luôn, nó không nằm trong dấu ngoặc vuông, còn nằm trong dấu ngoặc vuông là ký tự đại diện. Đó. Còn cái nằm ngoài dấu ngoặc vuông, ví dụ như chỗ này thì đưa vô đây số 0 thì ký tự đầu tiên chắc chắn phải là 0.
Rồi mình chạy cái button này thử coi. Nhập vô 135, nhập số 2. Mẫu của mình là 135-9. Không nhập. Không nhập thì được. Mà đã nhập phải đúng. Cái đó là do mình quy định thôi. Rồi, chỗ này số 1 đúng, 11 đúng. Bao nhiêu cũng đúng. Bởi vì chúng ta cho là gì? Dấu sao. Sao là 0 đi n cộng là 1 đi n. Chấm hỏi. Chấm hỏi là 0 hoặc 1. Nhập 2 là không được. Rồi. Đó, như vậy thì chúng ta đã kiểm tra. Bây giờ nhập ở chỗ này chữ thì không được. Ok. Chúng ta đã test xong cái phần khoảng ha. Khoảng. Tiếp tục. Cái này mũ đây nè. Thì gọi là phủ định. Phủ định. Những cái mà đang xuất hiện bên trong này là không được nhập. Ví dụ, chỗ này cái pattern 1 của thầy. Bây giờ thầy sẽ copy ra tạo thành một cái pattern 2. Đơn giản thầy thêm dấu mũ vô đây. Được chưa? Thêm dấu mũ vô đây. Ở đây. Chỗ này thầy test với pattern 1. Đây là pattern 1. Đây là pattern 2. Này là pattern 2. Chạy nha. Nhìn cho kỹ nè. Pattern 1 của mình là gì? 135-9. Được không? Mình nhập vô 1. Enter. Ở dưới, ở trên là true. Ở dưới là false. Bởi vì ở trên nói rằng là bạn nhập một chuỗi hoặc không nhập. Mà nếu nhập thì sao? Những con số bên trong phải là 135-9. Thì ở trên mình nhập số 1 là đúng rồi. Ở dưới bạn không nhập cũng được. Nhưng nếu nhập thì trừ 135-9. Vậy mấy là đúng? 2. 2 thì bạn trên sai, bạn dưới đúng. Phủ định lại. Cái dấu mũ là phủ định lại. Là tất cả những gì đang ở phía bên đó là không được xuất hiện. Tôi không thích những người tên có chữ H đầu tiên. Ví dụ như vậy. Thì miễn làm sao nhập có gì đó nhập, đừng có chữ H vô cho tôi là được. Có ai có chữ H không? Rồi, tiếp gì nữa nào? Bây giờ chúng ta nói là từ 0 đến 9 chúng ta ghi mấy lần, mấy ký tự để mà làm ra đại diện đó. Ở chỗ này ví dụ như là thầy có một cái pattern chỗ này 0-9. Vậy thầy ghi đây là gì? Một dấu vuông nè. 1, 2, 3, 4, 5. Dài không? Dài. Đổi lại cho ngắn. Chỗ này pattern 1, 2. Thầy đổi cái này lại từ 0 đến 9. Xuyệt D. Mà hôm trước mình nói gì rồi? Dấu xuyệt là nó dùng để làm gì? Xuyệt N, xuyệt T, xuyệt R. Mà mình muốn xài dấu xuyệt thì phải phải xuyệt xuyệt. Vậy thôi. Muốn xài dấu xuyệt thì phải xuyệt xuyệt. Rồi. Bây giờ mình sẽ test cái pattern 1.2 là số từ 0 đến 9 và xuất hiện
0 hoặc NL là button 2.2 1.2 giá 1.2. Như vậy số từ 0 đến 9 mình gõ số vô button đúng, mình gõ chữ vô button sai, nhưng mà riêng các bạn dưới này đúng nha. Miễn tôi không có thấy số 1, số 3, số 5 đến 9 xuất hiện là tôi cho đúng hết. Cho nên chữ hay là số gì tôi không cần biết. Rồi. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta có thể đại diện bằng xiệt D. Thay vì mở ngoặc vuông 0, trừ 9, đóng ngoặc vuông, dài dòng quá, đổi lại. Đấy, đổi lại. Như vậy các bạn thấy là đối với bài này khó không? Không. Nhưng mà khó gì? Khó nhớ. Ok. Công nhận khó nhớ. Chứ còn không khó. W. Thì người ta nói rằng bạn nhập từ 0 đến 9, từ A đến Z thường, từ A đến Z hoa đều được. Cái này có nghĩa là đều được. 0 trừ 9, tức là từ 0 đến 9. A thường đến Z thường, A hoa đến Z hoa. Nhập cái nào cũng được hết. Nhập ký tự đặc biệt là không được. Vậy, ở chỗ này, nếu như chúng ta nói đến ký tự đặc biệt, thì chúng ta nhập vô đây dấu sao, chuyện gì xảy ra? Trên đúng hay là sai? Cái dòng S out đầu đúng hay sai? Rồi, dòng S out thứ hai. Enter, biết. Giỏi quá. Ở trên nó nói là gì? Là ký tự số. Thì tất nhiên dấu sao là không phải ký tự số. Ở dưới nó nói là miễn làm sao không phải 1, 3, 5 đến 9 đều đúng. Được chưa? Làm gì làm? Block 2. Vô lớp. Miễn là không gặp ông nào tin Bình là được. Là được hết. Đúng không? Đấy, như vậy thì loại trừ ra. Rồi, xong. Là W. D là phủ định của D. D lớn là phủ định D nhỏ. D nhỏ là gì? Là số. Vậy D lớn, miễn là bên trong đó không có số là được. Không có số là được. W lớn, phủ định của W nhỏ. W nhỏ là 0 đến 9. A đến Z thường, A đến Z hoa. Phủ định của nó là anh nhập ký tự bình thường là không được. Anh phải làm cái gì đó khác thường mới được. Hả? À, ký tự đặc biệt thì được. Còn những ký tự bình thường, số hoặc chữ bình thường thì không được. Là W hoa. Rối ha. Thì học quy tắc thôi. Muốn xài thì học. Còn không muốn xài thì thôi. Khi mà đi làm thì có muốn hay không muốn đều phải học. Còn bây giờ đi học muốn hay không muốn đều được hả? Nếu làm thì điểm cao, mà không làm thì điểm thấp. Mà không làm gì hết thì không điểm. Đúng không? Dễ mà. Cho nên là mình quyết định hết mọi thứ. Xiệt S. Khi bạn nhập vô mà nó đọc được ký tự xiệt R, xiệt N, xiệt T, xiệt F thì là đúng. Tức là nó đang đi kiểm tra những ký tự đại diện. Ví dụ chúng ta sẽ kiểm tra đây có phải là cuối dòng hay không. Cuối dòng hay không. Thì chúng ta cứ đọc tới, đọc tới, đọc tới, đọc tới. Và trong quá trình đọc thì chúng ta kiểm tra là cái ký tự mà chúng ta đọc ra đó nó mới có match với lại cái xiệt S không? Tức là nó có phải là ký tự đặc biệt không? À, có phải là ký tự đại diện không? Thì chúng ta sẽ dùng là xiệt S. Dấu chấm. Nhập cái gì cũng được.
nhập cái gì cũng được. Nếu vậy thì có cần phải chính quy không? Có không? Ủa, nhập cái gì cũng được mà chính quy làm gì? Phải không? Chứ gì nữa? Nhưng nó vẫn có đất để nó dụng võ. Ví dụ hai ký từ đầu là chữ, được không? Ký từ thứ ba nhập gì cũng được, hai ký từ cuối là số. Rồi viết cái biện thức chính quy của cái câu nói hồi nãy coi. Đây, viết cho thầy cái biện thức chính quy của câu này. Hai ký từ đầu là chữ hoa. Hai ký, một ký từ sau, cái gì cũng được. Hai ký tự tiếp. Hai ký tự tiếp là số. Rồi, hai ký tự tiếp là số. Đó, mình đưa ra cái pattern như vậy thử coi nó ra gì. Thì chỗ này thầy ghi là pattern 3. Nó sẽ bằng gì? Pattern 3. Hai ký tự đầu là chữ hoa. Chữ hoa là gì? Chữ hoa. Trong này có quy định từ A đến Z riêng không? Có không? Xuyệt đấp là cả không, cả A, Z luôn. Tất tần tật mọi thứ. Cho nên chỗ này chúng ta chỉ có thể làm gì? Đưa dấu ngoặc vuông là A hoa đến Z hoa. Là ký tự chữ hoa. Mấy ký tự? Hai ký tự nằm ở đâu? Hai. À, nằm trong ngoặc nhọn nha. Còn nếu nó nằm ngoài ngoặc nhọn thì nó là cái gì? Số bắt buộc phải nhập. Nếu chỗ này mà bạn gõ số 2. Ví dụ mình gõ vậy đi. Bạn nào giải thích giùm cho thầy cái pattern này coi. Chuỗi này mấy ký tự? Duy nhất hai ký tự, không ít hơn, không nhiều hơn. Bởi vì ở đây, từ A đến Z, phía sau nó có định dạng bao nhiêu ký tự không? Không định dạng thì là 1. Cho nên có 1 ký tự từ A đến Z, và số phía sau là gì? Là số 2. Còn số khác là không được. Đúng hai luôn. Còn mình ở đây thì là lặp lại 2 lần, vui lòng cho vô ngoặc. Như vậy hai ký tự đầu, được chưa? Như vậy chấm cái bài này, hôm sau thầy lên ngẫu hứng thầy cứ ghi ra cái đọc pattern cho thầy hết xuống. Rồi cho luôn, cho lên nhìn cái bảng đó luôn. Cho lên tra bảng luôn. Đọc ra đúng cái pattern đó đang nói gì. Tiếp. Một số phía sau nhập cái gì cũng được. Mấy? Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Dấu chấm.
đã nói cái gì cũng được mà. Xịt đúp là nó có 0 đến 9, A đến Z, nó hạn chế. Còn cái chỗ này cái gì cũng được nè. Ủa, đại diện ký từ bất kỳ không phải là cái gì cũng được à? Rồi, ok. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ giấu chấm. Có mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn gì không? Vì người ta nói sao? Một ký tự. Rồi, tiếp. Hai ký tự tiếp là số. Số. A, xiết. Xiết, xiết. D. Gì nữa? À, ngoặc nhọn 2. Đó, bây giờ bắt đầu nhanh rồi đó. Rồi, hôm sau, giả sử thầy lên thì gõ cái pattern 3. Thầy nói đọc giùm thầy, em sẽ đọc gì? Thứ nhất là mình phải đọc cái này trước nè. Hai ký từ đầu là chữ hoa. Ký từ tiếp theo nhập bất kỳ. Hai ký từ tiếp là số. Hết. Đi xuống. Có điểm. Đấy không? Đấy không? Ghê không? Cái này chỉ có ký tự thôi, mình đọc ra nguyên bài văn luôn vậy đó. Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra pattern 3 nha. Kiểm tra mỗi pattern 3 thôi. Như vậy chỗ này mình kiểm tra pattern 3. Chạy. Hai ký từ đầu từ A đến Z mình ghi là PH. Ký từ tiếp theo nhập bất kỳ dấu ngoặc. Bây giờ nhập đúng đi. Phá quá. Nhập đúng trước đi. Nhập ký từ hoa AB. Ký từ tiếp theo bất kỳ dấu chấm. Ký từ tiếp theo là số. Ví dụ như 89. Sai gì? Sai gì? Hai ký từ đầu, hai ký từ sau là hoa. Ví dụ như là mình nhập AB cộng 89. AB T 89. Rồi sao cái gì cũng sai. Thiệt tình. Biết sao sai không? Đấy, bất tình 3 mà ở đây so với bất tình 1. Biểu nó đúng sao được mà nó đúng. Kỳ. Nhập AB chấm 89. Đúng. Được không? Ký tự bất kỳ mà. Nhập tiếp AB dấu sao 89. Đúng. Được không? Nhập vô AB thường dấu chấm 89. Sai. Bởi vì người ta yêu cầu dấu hoa mà. Rồi khỏi thử nữa nha. Tự thử. Đây là phương pháp mà chúng ta tester nhập cực kỳ khỏe. Cứ nhập đi nhập lại, nhập khi nào đã thôi. Khỏi cần chạy đi chạy lại gì hết. Đó cực hay nha. Bí quyết đó. Đó là chuyện bí quyết á. Còn gì nữa không? Dấu mũ chỉ ra mẫu bắt đầu. Dấu đô la chỉ ra mẫu kết thúc. Dấu xiệt xiệt, xiệt chấm, xiệt s, xiệt mũ. Bây giờ mấy phần phía sau này ít xài từ từ tính. Mình sẽ đi qua đây một số cái. Đọc. Cái gì đây? Đọc coi. À, chuỗi của chúng ta có 9 số từ 0 đến 9. Tiếp. Vậy chuỗi này có độ dài là bao nhiêu?
10 hoặc 11 phải có số 0 phía trước, bắt buộc có. Còn phía sau mới là 9 hoặc 10 số. Nếu 9 số thì cộng với số 0 này là 10. Đây, đọc được không? Rồi, bắt đầu xuất hiện cái này nha. Xuất hiện cụm và hoặc. Cụm và hoặc. Như vậy, chúng ta đang nói đến cái chỗ gì? Mã số sinh viên của Poly. PS, BH, BD, BK. Như vậy, hai ký tự đầu thôi. Nhưng mà có thể rất là nhiều lựa chọn. Như vậy, chúng ta sử dụng dấu hoặc. Dấu hoặc. Nhưng mà hoặc của cái gì? Đây. Như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một cái pattern. Quay trở ngược lại. Các bạn, chỗ này là nó sẽ rất là nhiều thứ ha. Cho nên là các bạn sẽ demo lại rất là nhiều lần. Pattern mã số sinh viên Poly. Thứ nhất, hồi nãy mình làm là gì? PS là bắt buộc đúng không? Gì nữa? 5 chữ số phía sau là 5. Nhưng ở đây chỉ mới đúng với Sài Gòn thôi. Vậy Hà Nội thì sao? À, vậy có hai trường hợp. Hai trường hợp BS hoặc BH. Đúng không? Cho nên chữ B là bắt buộc. Bất kỳ ở đâu cũng là B. Vậy nó chỉ thay đổi gì? S hoặc H, hoặc K, hoặc D. Đúng không? Như vậy mình chỉ quan tâm đến ký tự này. Vậy ký tự này có thể là, có thể là, thì ở chỗ này các bạn sẽ bỏ cái này vô bên trong giùm thầy. Có thể là, bây giờ trước tiên mình test cái chỗ mà mã số của Poly trước đi đã. Mình cứ để vậy đi, mình test trước đi đã. Có thể là. Rồi bây giờ mình nhập mã số của Poly nè. P, S, 5 số. Mình để dấu ngoặc tròn nha. Mình test một cái trước đi. P, S, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng. Mình nhập lại. B, H, 1, 2, 3, 4, 5. Sai. Bởi vì ký tự tiếp theo nó chỉ có thể là S thôi. Bây giờ đổi pattern ha. Hoặc H, SH. Ghê không? Chạy. BH 1, 2, 3, 4, 5. Đúng. Hoặc S hoặc H. Được không? Đây là dấu hoặc. Như vậy ở chỗ này mình làm là hoặc S hoặc H cũng được. Hoặc là chúng ta làm cái gì? S, H đều được nha. Đó. Cách nào chúng ta thể hiện cũng được cả. Nếu như chỉ là mã số sinh viên, một ký tự thì rất dễ. Một ký tự nó dễ lắm. Mình chỉ cần S hoặc H. S hoặc H, hoặc là Khánh Hòa, hoặc là Đà Nẵng, hoặc là Cần Thơ. Thì như vậy mình làm là BS, BH, BK, BD, BC đều được. Được không? Nhưng giả sử đi, bây giờ
mình quy định là nhân viên là NV, tiếp thị là TT, trưởng phòng là TB, phó phòng là PP. Ví dụ như vậy, bây giờ mình quy định thôi, cái đó là mình quy định để mình test mà. Ví dụ nhân viên NV là nhân viên, tức là mã nhân viên chúng ta phải có ký tự đầu tiên á. Rồi gì nữa? Tiếp thị. Rồi, trưởng phòng. Trưởng phòng. Rồi, phó phòng. Có cái gì chung không? Bốn cái này có gì chung không? Không có gì chung hết. Ký tự đầu tiên NTTP không chung. Ký tự thứ hai VTBP cũng chẳng chung. Thì bắt buộc mình phải kiểm tra hai ký tự cùng lúc. Được không? Kiểm tra hai ký tự cùng lúc. Chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái pattern liên quan đến mã nhân viên. Rồi bạn nào làm giúp cho thầy cái pattern này nào. Ở phía sau là có thêm 5 số. Có 5 ký tự tiếp là số. Rồi bạn nào giúp cho thầy nào. Bạn nào đứng dậy nào. Mạnh dạn đi. Sai thôi. Đúng có điểm cộng. Rồi mời em. Rồi ok giỏi. NV xịt xịt D. D mở ngoặc nhọn 5. Rồi nhân viên của mình, cả nhân viên, cả tiếp thị, cả trưởng phòng, cả phó phòng, gọi là mã nhân viên á, là chung cả cả bốn bạn này đó. Mã nhân viên là chung, còn cái người đó chức vụ là nhân viên hay tiếp thị hay trưởng phòng hay phó phòng, đó là bốn người đều đúng luôn, tức là mã số đi đó, để cho bạn khỏi nhầm lẫn. Mã số đi, hoặc là đến mã đi, bắt tình mã đi. Đó, rồi đọc lại, có cần đọc lại không? Rồi ok, em có quyền. Rồi ngoặc vuông n n t b v. Rồi hai. Ok, tốt. Bây giờ bạn nào sẽ giả sử trường hợp tạo ra một pattern sai giúp thầy. Tạo ra một cái mẫu nhập mà chứng tỏ rằng pattern này không đúng. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm pattern mã nè. Bây giờ các bạn làm tester nha. Các bạn làm tester giúp thầy nha. Bây giờ các bạn kiểm cái gì? Các bạn làm tester thì các bạn xác định cái chuỗi này đúng ý của mình chưa? Đó mới là nhiệm vụ của tester. Rồi chạy nha. Nhập vô máy. NV 1, 2, 3, 4, 5. Theo các bạn đúng hay sai? Đúng. Vậy cái chuỗi này, cái pattern này chắc chắn đúng chưa? Chưa. Rồi, thêm cho thầy một mã nữa nào. TT 1, 2, 3, 4, 5. Đúng. Giỏi. Tiếp. Từ từ. TB 1, 2, 3, 4, 5. Đúng. PB phó phòng đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng. Ồ, giỏi quá. Chính xác không? Chính xác không? Rồi, chính xác. Đây, một người chuẩn bị có điểm cộng nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng.
Vậy ở đây đúng thì ở ngoài sao? Sai. Đó là tester đó. Thế nào là đúng? Chứ không có đúng. Đây đúng mà. Nó ra true nè. Đúng tức là sai. Ở đây mình phải kỳ vọng nó ra gì? Nó ra sai thì cái này mới đúng. Còn ở đây mà nó ra đúng tức là cái pattern này sai. Đó là tester đó. Đôi khi đúng là đúng mà đôi khi sai là sai. Đôi khi sai mới đúng mà đôi khi đúng mới sai. Câu thần chú của bác ta, thần chú của Tết ta. Rồi, ai đặt giùm cho thầy cái này coi. À, một bạn em có điểm cộng là do em phát hiện ra một cái mã sai. Ừ, tí nữa nhắc thầy có điểm cộng cho em. Là em phát hiện ra cái mã NN đó. Thì tester là vậy, để đi kiếm tiền thôi. Chỉ cần mình phát hiện ra người ta sai là mình có tiền. Nhiệm vụ của mình là vậy mà. Mà càng phát hiện ra chỗ sai càng nhiều của lập trình viên giỏi lại càng nhiều tiền. Bây giờ bạn nào đi vô làm tester cho Microsoft đi, bao giàu. Bởi vì dev của Microsoft nó cực giỏi rồi, mà ai mà làm tester mà tìm ra được lỗ hổng của nó là cực giàu. Giỏi lắm luôn mới tìm ra. Đấy, tiếp nào. Làm sao để mà test được là TNTTTPPP? Thử đi em. Ừ, đúng rồi. Sao, sửa gì nào? Rồi, câu hỏi. À, thiệp mời đang ở trên bàn á, nội dung địa điểm rõ ràng. Đây. Mã nhân viên của mình nó sẽ có chữ NV hoặc TB hoặc TT hoặc PP ở hai ký tự đầu. Hai ký tự đầu có thể là NV, có thể là TT, có thể là TP, có thể là PP. Bỏ này đi, bỏ vô ngoặc vuông. Ok rồi, sao nữa? Để vô ngoặc này lại, xong chưa? Rồi thôi, cảm ơn, làm khó bạn quá. Như vậy ở chỗ này hồi nãy mình nói là gì? NV là được đúng không? Vậy giả sử chỗ này là mã 1 đi. Mã 2, mã 3, mã 4. Chú ý nha. Mã 3, mã 4. Mã 2 là gì? TT. Mã 3? TP. Mã 4? PP. Bạn có thể kiểm tra 4 mã này cùng lúc. Được không? Rồi, hoặc là một mã thôi, là mã 0. Gom 4 em này lại. À, 4 em này đều gì? 2 ký tự đầu. Cho nên 2 ký tự đầu này chúng ta chỉ có thể để trong dấu ngoặc tròn này. Là gì? Nhân viên hoặc tiếp thị hoặc trưởng phòng hoặc phó phòng. Được chưa? Như vậy hai ký tự đầu có thể là nhân viên, trưởng phòng, tiếp thị, phó phòng, có thể là thì hoặc bạn này hoặc bạn kia, chỉ hai ký tự đầu thôi. Như vậy mình kiểm cả hai ký tự cùng lúc. Vậy nó có xuất hiện số 2 ở đây không? Có không? Nếu có là nó đúp lên đó, thành 4 ký tự á.
Rồi chỗ này chúng ta kiểm tra hai ký từ đầu, pattern không á, mình đi kiểm tra pattern không. Thầy đang là dev nha, các bạn đang là tester. Nhiệm vụ tester cho thầy một cái mẫu mà chứng minh rằng pattern không của thầy sai. Cho một cái mẫu thử mà chứng tỏ rằng cái pattern không của thầy bị sai. Có không? Cho một mẫu bất kỳ nào. Ví dụ như hồi nãy đúng không? NN 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Kỳ vọng nó ra gì? Kỳ vọng là ra phone đúng không? Ra sai. Sai. Vậy là dev đúng không? Ok. Tốt. Tiếp. Bất kỳ. Miễn làm sao mà em chỉ ra cho thầy một cái mẫu thử nào mà chứng tỏ rằng cái này của thầy sai. Cho thầy bất kỳ một mẫu thử nào mà chứng tỏ cái thầy làm pattern này là sai. Có không? Ai mà nghĩ ra được một cái mẫu thử nào mà chỉ cho thầy sai là thầy sẽ giới thiệu đi làm tester liền. Có, có. Hả? Ai biết? Thì bạn mới là tester chứ. Thầy đang nói bạn là tester mà. Nhập 7 số à? Nhập mấy đây? NV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kỳ vọng của em là ra đúng hay sai? Hả? Ra true hay false? Tức là bạn nghĩ rằng là cái chương trình của thầy nó sẽ chạy ra true hay false? Nếu như giá trị mà các bạn ghét được ở đây là true thì chương trình của thầy bị sai. Được chưa? Nếu đây là true thì thầy fail. Còn nếu đây là false thì thầy bác. Đúng không? Rồi ok, nói vậy thôi. Không bao giờ bạn tìm ra một bất kỳ một cái gì mà nó khác với yêu cầu này. Bởi vì đây là hoàn hảo rồi. Đừng tìm nữa. Nếu như người ta ra cái luật như thế này mà mình làm pattern như thế này thì không có gì để kiểm hết trơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi các bạn kiểm, bạn có thấy được code hay không thôi. Quan trọng là bạn không thấy code. Nếu như bạn thấy code thì người ta gọi là white box test, tức là kiểm tra hộp trắng. Tức là bạn nhìn thấy code. Mà bạn nhìn thấy code thì bạn đang là dev. Bạn đóng vai trò tester, chỉ là kiểm lại cái code của mình. Còn nếu như mà bạn làm tester thực sự á, thì ít khi mà mình kiểm tra white box test, mà mình kiểm tra là black box test. Tức là mình không đọc code. Mình không đọc code. Thứ nhất là người ta không cho mình đọc. Thứ hai là code dài quá, làm biến đọc. Tức là nhắm mắt mà test. Đôi khi code sờ sờ trước mắt vậy đó. Nhưng mà không đọc nổi chứ không phải là không cho đọc. Code thì ngay trước mắt của mình, nhưng mà vẫn là black box test. Tức là kiểm tra không cần đọc code. Chạy và thử thôi. Đọc sao nổi, cả ngàn dòng mà đọc cái gì. Mà nhiệm vụ của mình cũng không phải đọc nữa. Nếu như nhiệm vụ của bạn là dev mà tự test thì bạn phải đọc code. Còn nhiệm vụ của bạn là tester, bạn không cần đọc code. Miễn là chỉ ra được chỗ này sai là sai. Hết nhiệm vụ là black box test. Được chưa? Rồi
nghe thấm thấm dần tester đi rồi mai mốt theo.